kính chào quý vị và các bạn. Không chỉ ở Bắc Bộ, ngày mai miền Trung cũng nóng lên. Cảnh báo nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng khắp từ Thanh Hóa trở xuống đến Thừa Thiên Huế. Đến thứ Tư thì vùng nóng còn mở rộng xuống tới cả Phú Yên. Đợt nóng lần này có khả năng kéo dài cho tới đầu tháng 6 với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 37 độ. Một số nơi có thể nắng nóng gay gắt với mức nhiệt trên 38 độ. Trong khi đó, các thành phố ở phía Nam của miền Trung như Nha Trang hay là Phan Thiết thì ngày mai trời nắng vừa phải, mức nhiệt là khoảng 32 đến 33 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên, Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột hay là Đà Lạt thì tiết trời dịu mát, không nơi nào vượt quá 31 độ. Lưu ý là về chiều tối mưa dông sẽ xuất hiện ở cả hai khu vực này. Cảnh báo mưa vừa, mưa to có thể sẽ xảy ra ở khu vực Tây Nguyên với lượng có thể lên tới khoảng là 50mm chỉ trong vòng từ 2 đến 3 tiếng. Quý vị cần phải đề phòng kèm theo cơn dông đó là sét hay là gió giật mạnh. Nam Bộ cũng là nơi có mưa nhiều vào buổi chiều và chiều tối mai khi mà giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh. Cảnh báo mưa có thể sẽ xảy ra trên diện rộng. Nhiều nơi có mưa vừa mưa to, thậm chí là mưa rất to là vùng màu xanh lá cây này, lượng mưa có thể vượt 70mm. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn có thể sẽ gây ra ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, khu đô thị. Ngoài ra, trong 30 phút đầu cơn dông, rất dễ kèm theo đó là cả sấm sét hay là gió giật mạnh nguy hiểm nữa. Trái lại ở miền Bắc, ngày mai trời lại tiếp tục nắng mạnh và nóng, thậm chí là mức độ nóng còn gia tăng. Với thủ đô Hà Nội và hầu khắp toàn miền, mức nhiệt là từ 35 cho tới 37 độ. Thời gian nóng nhất là từ 12 đến 16 giờ. Chuyển sang thời tiết biển. Ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa, ngày mai trời có nắng, gió ở đây là khoảng cấp 3 tới cấp 4 với tầm nhìn xa trên 10 km. Với huyện đảo Trường Sa thì cảnh báo có mưa dông, cần đề phòng với đó là lốc xoáy, gió giật mạnh nguy hiểm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai.